Và sau đây là những phần tin Á Châu thưa quý vị. Hamas kêu gọi thực hiện đề nghị ngừng bắn của Mỹ ở dải Gaza. Hamas vừa kêu gọi thực hiện kế hoạch ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Biden đưa ra, thay vì tiếp tục các cuộc đàm phán mới. Nhóm này yêu cầu các nhà đàm phán buộc Do Thái tuân thủ kế hoạch đã được đề nghị thay vì kéo dài thêm nhiều vòng thương thảo. Trước đó, các trung gian hòa giải gồm có Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập đã mời cả Do Thái và Hamas tham gia đàm phán ở tại Cairo hoặc là Doha. Sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas là Haniyeh ở tại Iran vào ngày 31 tháng 7, Do Thái đã đồng ý tham gia đàm phán để thảo luận về việc thả con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Tổng thống Biden hồi tháng 5 đã đưa ra đề nghị 3 giai đoạn cho lệnh ngừng bắn. Giai đoạn đầu tiên gồm có lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 6 tuần, trong đó Do Thái phải rút quân ra khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả hàng trăm tù nhân Palestine. Đổi lại thì Hamas sẽ thả một số con tin bị bắt trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong giai đoạn thứ hai, dự kiến cũng kéo dài 6 tuần, Do Thái sẽ rút hoàn toàn ra khỏi Gaza và Hamas sẽ thả toàn bộ con tin còn sống bao gồm có cả binh sĩ Do Thái. Và giai đoạn cuối cùng thì sẽ là kế hoạch xây dựng lại và ổn định dải Gaza từ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Xung đột Gaza đã bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam của Do Thái năm ngoái, khiến cho hơn 1.100 người thiệt mạng và khoảng 250 người con tin đã bị bắt. Đến nay ước tính có 39.790 người đã chết ở dải Gaza sau 10 tháng xung đột. Mỹ điều tàu ngầm mang tên lửa Tomahawk đến Trung Đông giữa căng thẳng leo thang. Mỹ vừa điều tàu ngầm nguyên tử USS Georgia mang theo 154 tên lửa hành trình Tomahawk tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực ngày càng gia tăng. Quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đưa ra vào ngày 11 tháng 8 sau cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ông Austin khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Israel và tăng cường năng lực quân sự tại khu vực. Tàu ngầm Georgia thuộc lớp Ohio mang theo tên lửa Tomahawk, một loại vũ khí chiến lược thường được Mỹ sử dụng trong các cuộc tấn công phủ đầu. Tomahawk có tầm bắn từ 460 đến 2.500 km, có khả năng mang đầu đạn nặng 450 kg và được định vị bằng GPS. Ngoài tàu ngầm Georgia, Bộ trưởng Austin cũng đã chỉ đạo nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln cùng với các tiêm kích tàng hình F-35C tới Trung Đông để hỗ trợ cho nhóm tác chiến USS Theodore Roosevelt đang hiện diện trong khu vực. Động thái tăng cường lực lượng quân sự này diễn ra sau khi căng thẳng leo thang do các cuộc oanh tạc của Israel, trong đó có vụ hạ sát chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr ở Lebanon và cựu thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Iran. Hezbollah và Iran đã tuyên bố sẽ trả thù, trong khi Iran cũng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm do hỗ trợ Israel. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tổ chức tập trận tại miền Tây Iran gần biên giới Iraq từ ngày 9 đến 13 tháng 8, với mệnh lệnh rõ ràng từ lãnh tụ tối cao Iran về việc trừng phạt Israel. Thủ tướng Thái Lan đối mặt với nguy cơ bị bãi nhiệm. Tòa án Hiến pháp của Thái Lan sẽ xét xử và có thể ra phán quyết khiến cho Thủ tướng Srettha Thavisin bị bãi nhiệm vì bổ nhiệm một bộ trưởng từng ngồi tù. Vụ kiện được đệ trình với hàng chục thượng nghị sĩ hồi tháng 5 liên quan đến việc ông Srettha bổ nhiệm ông Pichit Chuapan là một luật sư từng bị kết án tù 6 tháng vì tham nhũng vào năm 2008 làm bộ trưởng văn phòng của Thủ tướng. Ông Pichit có mối quan hệ gần gũi với Thủ tướng Srettha, từng tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 5 để bảo vệ Thủ tướng. Ông Srettha khẳng định rằng ông Pichit đã được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng trước khi được bổ nhiệm. Nếu không bị phế truất, Thủ tướng Srettha dự định cải tổ nội các mới. Trong trường hợp bị bãi nhiệm, thì đảng phiêu thái hiện nay chiếm đa số ở trong liên minh cầm quyền sẽ phải đề cử một ứng viên mới cho chức vụ thủ tướng. Ứng viên này sẽ cần phải nhận được sự ủng hộ từ hơn một nửa số dân biểu và thượng nghị sĩ ở trong quốc hội. Mặc dù Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã từng phế truất một số thủ tướng, chuyên gia Thiritan Pongsudhirak cho rằng Thủ tướng Srettha có khả năng vượt qua thử thách này. Ông Pongsudhirak cho rằng việc tìm người thay thế khó khăn và Thủ tướng Srettha đã làm việc chăm chỉ và không làm gì sai. Lãnh đạo của đảng phiêu tái là Petongtang Sinawat cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng tiếp tục của ông Srettha, nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề về kinh tế. Ông Srettha, 61 tuổi, là chùm bất động sản, gia nhập vào chính trị vào năm ngoái và đã trở thành thủ tướng vào tháng 8 năm ngoái, đã cam kết ủng hộ hôn nhân đồng giới, đảo ngược chính sách hợp pháp hóa cần sa và thực thi chính sách phát 283 Mỹ Kim cho người dân để nhằm kích thích nền kinh tế. Thị trường chứng khoán bất ổn, nhà thầu quốc phòng hưởng lợi ở Nhật Bản.
giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Nhật Bản bất ổn. Các nhà thầu quốc phòng như Mitsubishi Heavy Industry hưởng lợi từ sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực quốc phòng. Lượng đơn hàng tồn động trong thị trường máy bay, quốc phòng và không gian của Mitsubishi Heavy tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua, với triển vọng vững chắc trong 5 năm tới. Doanh thu từ thị trường này của Mitsubishi Heavy tăng 45% lên 1,44 tỷ Mỹ Kim trong quý đầu của tài khóa kết thúc vào tháng 6 năm nay, với lợi nhuận gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng tăng biên lợi nhuận giả định cho các nhà cung cấp quốc phòng lên tối đa 15%, từ 8% kể từ tài khóa năm 2023. Các nhà thầu quốc phòng khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Kawasaki Heavy Industry kỳ vọng đạt 4,4 tỷ Mỹ Kim từ các đơn đặt hàng quốc phòng trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2025, tăng 18% so với năm trước. Tập đoàn IHI ước tính 2 tỷ Mỹ Kim từ các đơn đặt hàng động cơ và thiết bị hàng không quốc phòng, tăng 11%. Mitsubishi Electric cũng ghi nhận doanh thu từ hệ thống quốc phòng và không gian tăng 32% trong quý đầu. Cổ phiếu của các công ty này cũng tăng mạnh, trong đó Mitsubishi Heavy tăng 2,1 lần so với cuối năm ngoái, vượt xa chỉ số Nikkei 225. Dù cổ phiếu quốc phòng truyền thống thường chỉ hưởng lợi ngắn hạn từ các căng thẳng địa chính trị, tình hình hiện tại cho thấy sự tăng trưởng bền vững hơn. Tuy nhiên, các nhà thầu phải đối mặt với thách thức trong việc thực thi hiệu quả nguồn nhân lực, trong đó Mitsubishi Heavy và Mitsubishi Electric đều có kế hoạch tăng cường nhân sự đáng kể. Máy bay Boeing chở 276 người bị bốc khói khi hạ cánh ở Nhật Bản. Một máy bay của Singapore Airlines vừa gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita của Nhật Bản vào sáng hôm nay. Theo thông tin từ J-Express, tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ 47 phút sáng khi mà động cơ bên trái của chiếc Boeing 787 đã bất ngờ bốc khói ngay sau khi máy bay chạm phi đạo. May mắn là không có thương vong nào ghi nhận trong tai nạn này. Sau khi sự việc xảy ra thì các phương tiện cứu nạn và xe cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận máy bay để giải quyết tình hình. Phi đạo B của sân bay Narita đã phải tạm thời đóng cửa trong vòng 50 phút để phục vụ cho công việc điều tra sự việc. Trước đó, chiếc máy bay mang số hiệu là SQ-638 đang chở 276 hành khách cùng với phi hành đoàn từ Singapore đến Nhật Bản. Theo thông tin từ Narita International Airport, tai nạn có thể đã xảy ra trong quá trình hạ cánh. Văn phòng sân bay thuộc về Bộ Đất đai, Hạ tầng cơ sở, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản cho biết nhân viên bảo dưỡng là người phát hiện ra mảnh vỡ vỏ xe ở trên phi đạo, nghi có liên quan đến vụ việc. Hiện nay, cơ quan hữu trách Nhật Bản đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể gây ra tai nạn. Tổng thống Nam Hàn bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã chỉ định ông Kim Jong-un, hiện là người đứng đầu cơ quan an ninh tổng thống PSS, làm Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Shin Won-sik. Ông Kim Jong-un, 65 tuổi, là tướng quân đội 3 sao đã nghỉ hưu. Sau buổi điều trần tại Quốc hội ngày 12 tháng 8, ông sẽ chính thức thay thế ông Shin Won-sik, người sẽ chuyển sang làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông Shin Won-sik cũng sẽ được thay thế bởi ông Chang Ho-jin, người được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh, một chức vụ mới được thành lập. Ông Kim Jong-un tốt nghiệp Học viện Quân sự Nam Hàn năm 1982 và đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, bao gồm chủ nhiệm Ban tác chiến Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trước khi nghỉ hưu năm 2017. Sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5 năm 2022, ông Kim được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh tổng thống, nơi ông nổi bật với sự am hiểu các chính sách an ninh và đối ngoại của chính phủ. Buổi điều trần tại Quốc hội được xem là hình thức vì bổ nhiệm không yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội. Tại Nam Hàn, chỉ có chức vụ thủ tướng cần được Quốc hội phê chuẩn. Các bác sĩ ở Ấn Độ đã biểu tình sau vụ nữ đồng nghiệp bị cưỡng bức và sát hại. Thi thể của một nữ bác sĩ nội trú 31 tuổi mới đây đã được phát hiện ở tại hội trường bệnh viện công ở Kolkata, phía tây Bengal của Ấn Độ. Nạn nhân bị đánh đập tàn bạo, bị cưỡng hiếp và sát hại. Sanjoy Roy là một tình nguyện viên ở tại bệnh viện đã bị bắt giữ. Roy bị cáo buộc đã giặt quần áo để tiêu hủy bằng chứng, nhưng vết máu ở trên giày của y đã bị phát hiện trong quá trình điều tra. Sự việc còn dẫn đến cuộc đình công và biểu tình của các bác sĩ ở nhiều bệnh viện công ở Tây Bengal bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, yêu cầu công lý cho nạn nhân và cải thiện an ninh tại nơi làm việc. Đến ngày 12 tháng 8, phong trào biểu tình đã lan rộng ra nhiều tiểu bang ở Ấn Độ. Bạo lực tình dục đối với phụ nữ đang là vấn đề nghiêm trọng ở Ấn Độ, khi gần 90 vụ hiếp dâm được ghi nhận mỗi ngày trong năm 2022. Các bác sĩ, đặc biệt là trong tình huống tin xấu, thường phải đối mặt với nguy cơ bạo lực từ gia đình của các bệnh nhân.
Một người là Savesh Penley thuộc về Liên đoàn Bác sĩ Nội trú yêu cầu cần phải có biện pháp an ninh nghiêm ngặt ở tại bệnh viện, bao gồm lắp đặt camera giám sát và ban hành luật bảo vệ nhân viên y tế khỏi bạo lực. Thủ hiến của Tay Bengal cam kết là sẽ yêu cầu án tử hình cho thủ phạm. Cảnh sát vùng Kolkata đã điều động lực lượng để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và sa thải hai bảo vệ ở tại khoa cấp cứu vì sự cầu thả đã dẫn đến sự việc. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho thấy 75% bác sĩ đã phải đối mặt với bạo lực ở trong công việc.